Kính chào quý phụ huynh, đây là Phương Đài trong trường công lập Boston, nhân phần đặc trách ngôn ngữ. Hôm nay Phương Đài sẽ hướng dẫn phụ huynh làm thế nào để vào trong trang Clever. Thì để vào trong trang Clever, thứ nhất là quý vị phải hiểu Clever là gì. Clever là một ứng dụng hỗ trợ của Chrome, nơi mà học sinh và giáo viên đăng nhập để học và làm bài. Thì trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bước để đăng nhập vào Clever. Thì để truy cập Clever thì quý vị cần phải có email của các em và mật khẩu BBS của học sinh để vào. Thì cách sử dụng email và mật khẩu của học sinh thì quý vị cứ đánh vào trong trang mạng www.clever.com/in/BostonPublic. Thì khi mà quý vị đánh cái địa chỉ này vào, thì trên mạng của mình nó sẽ hiện ra một cái khung hình giống như thế này. Thì quý vị chỉ cần đưa con chuột của mình vào trong chữ G lớn này nè, Login with Google. Thì khi mà quý vị bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị hỏi rằng là cái thông tin của email của mình là gì, của con của mình là gì, và mật khẩu là gì. Thì mà quý vị cứ đánh hai cái đó vào thì nó sẽ dẫn quý vị vào cái trang kế tiếp. Thì sau khi mà đánh vào cái mật khẩu và email thì màn hình của mình sẽ hiển thị một cái màn hình nhỏ như thế này. Thì quý vị chỉ cần bấm chữ Next để đi tiếp theo nha. Thì đó rất là dễ. Thì khi mà quý vị bấm vào trong như thế thì nó sẽ dắt quý vị thẳng vào trong cái trang của lớp học sinh ha. Thì một trong những cái, thí dụ như nếu mà quý vị dùng Mac hay là Windows, máy vi tính Mac hay Windows đó, thì quý vị cũng có thể đăng nhập bằng cách truy cập www.clever.com/in/BostonPublic ha. Xong rồi quý vị bấm vào trong cái biểu tượng như thế này, nó nhìn giống như thế này, để mà đăng nhập bằng cái Google. Và quý vị đưa cái cô giáo của mình á, của các em cũng có đưa cho em cái ký hiệu giống như gì, thì quý vị lấy cái ký hiệu đó đưa lên hiển thị trên cái cửa sổ camera của mình đó, trong máy vi tính của mình, thì nó sẽ nhận dạng và nó sẽ cũng sẽ dẫn mình thẳng vào trong cái trang lớp học luôn. Còn nếu mà quý vị dùng iPhone hay iPad thì quý vị cũng có thể tải Clever từ cái App Store, là cái trang mà họ có rất là nhiều cái app ở trong đó để cho mình có thể sử dụng. Thì mình cũng có thể tải cái đó về máy của mình, trên cái iPhone hay iPad của mình. Xong rồi sau đó cũng bỏ cái huy hiệu để mà trong cái cửa sổ đó, để mà nó có thể nhận dạng và nó sẽ dẫn mình thẳng vào trong cái lớp học luôn. Còn nếu mà quý vị dùng cái thiết bị Android, cái điện thoại Android đó, thì có một số máy Android thì Clever nó không có tất cả các thiết bị đó, nhưng mà quý vị cũng có thể truy cập bằng cách cũng lên trên cái trang mạng www.clever.com/in/BostonPublic. Thì dùng cái này xong rồi cũng đưa cái huy hiệu Clever trước cái máy vi tính, cái màn hình đó, để mà nó nhận dạng và nó cũng có thể dẫn quý vị vào trong đó. Thì nếu mà quý vị muốn truy cập để mà hỗ trợ thêm á, thì quý vị cũng có thể vào thẳng vào trong trang mạng, đánh chữ hỗ trợ Clever thì họ cũng sẽ đưa ra những cái thông tin để giúp cho mình thêm ha. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc hay là cần giúp để được đăng nhập, thì quý vị cũng có thể email liên lạc Phương Đài ở ellparentteam@bostonpublicschool.org. Chúc quý vị thành công.